này và tiếp tục cái xu hướng đi ngang như chúng ta thấy trong thực ra trong 2 tháng gần trở lại đây. Tức là xu hướng đi ngang tôi nghĩ vẫn là tiếp tục là một xu hướng chủ đạo. Và giao dịch trong lúc này thì cũng nên theo cái diễn biến thị trường là đi ngang đúng không? Đúng rồi. Vâng, vì vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải theo dõi thêm, và cũng như chuyên gia chia sẻ thì cũng đang có những cái hỗ trợ cũng không xa nữa, thì có lẽ chúng ta cũng cần có một tâm lý nó bình tĩnh để cùng